Anh xin chào cả nhà nha. Đó cả nhà ơi, cả nhà thấy mẹ mình đang làm cắt lóc không cả nhà? Đấy, cực kỳ siêu luôn cả nhà đấy. Cú đánh cực kỳ ngầu luôn. Đó, mẹ mình nay gần 80 tuổi đấy cả nhà ơi, còn làm cắt lóc cực kỳ siêu luôn đó. Làm cá lóc nấu canh chua nha cả nhà. Đấy, cả nhà thấy mẹ mình không? Nhà rồi mà còn làm cá siêu hay luôn nha cả nhà. Đấy, cả nhà thấy mẹ mình làm siêu không? Đó. Đấy, ngang giữa bà tân vlog nha cả nhà đó. Tầm 7 nha cả nhà. Thật luôn. Mẹ mình cắt xong rồi cả nhà. Đấy cả nhà, mẹ nói cả nhà nghề lá nghề nha cả nhà. Đấy, thấy một nồi cá cực ngon không? Bây giờ đưa vào kho nha cả nhà.